Là cô cảm tính nhất là cái hình thức quả táo to tròn đều trông rất đẹp. Còn khi ăn thì cô cảm thấy táo ăn rất ngọt, ngọt một cách tự nhiên. Mà cái đặc biệt nhất ở dòng táo mật San Fuji này là cô thấy nó có một cái đường vàng ở trong bên trong quả táo. Và cô biết là táo thì cô biết rằng là táo mật San Fuji này rất ngon, đặc biệt hơn là các dòng khác mà cô thường ăn ở đây. Và cô cảm thấy rất chi là khâm phục đất nước Nhật, họ đã trồng được những cái quả táo sạch sẽ và thơm ngon đến vậy. Tôi cũng đã được ăn trái táo này thì tôi cảm thấy rất giòn, ngọt và có vị thanh mát. Tôi được biết cái sản phẩm này thì được trồng hữu cơ, tất cả về hình thức hay là về cái tự thưởng thức thì tôi đấy cảm thấy trong cái đấy thì tôi thấy cái sự nó thể hiện được cái sự tỉ mỉ trong suốt của người Nhật trong trái táo này. ベトナム私としても、ありがたいと思いますし、とても嬉しいというふうに感じております。ベトナムに出す品目につきましては、生産者と畑、園地の登録、それから出荷する場所の登録を行われて、徹底管理されています。また、ベトナムの参加者が日本に来て、畑のチェックも、検査場のチェックもやっています。